Bây giờ Ủy ban bảo vệ cờ vàng và cộng đồng người Việt quốc gia phải làm sao đây? Cái vụ cờ vàng ba sọc phấp phới trong ngày chiếm điện Capitol theo lời xúi giục của Tổng thống Trump ngày 6 tháng Giêng 2021 đã được FBI cho vào danh sách những tổ chức phá rối hoặc khủng bố và họ đang tìm những nghi phạm đó. Người Việt Nam nói chung, ở quốc nội và ở hải ngoại khắp nơi đều có những ý kiến khác nhau, từ lên án nè, giận dữ nè, cảm thấy nhục nhã nè, nhưng cũng có kẻ tỉnh bơ xem như không có gì liên quan, và cũng có kẻ lên án ngược lại đối với những người lên tiếng nữa. Xin mời quý bạn đọc nghe những cái lá thư ngắn gọn sau đây, nhưng mà có lẽ những cái lá thư này tiêu biểu các quan điểm ở trên. Lá thư đọc cái lá thư đầu tiên nhé, của Phúc Linh gửi ra cái tấm hình mà của FBI nó chụp, nó đưa ra chín cái lá cờ, trong đó có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì gửi ngày January 9, tức là ngày mới ngày ngày hôm qua. Thưa quý vị, đây là hành vi cố tình bôi tro trát trấu lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt phò Trump, cuồng Trump. Bọn chúng đã chôn vùi lá cờ vàng ba sọc đỏ, đã theo người Việt Nam yêu chuộng tự do và hòa bình từ miền Nam Việt Nam chạy trốn cộng sản ra khắp các quốc gia tự do trên thế giới. Nay lá cờ vàng thiêng liêng đã bị bọn chúng dìm xuống vũng bùn, lá cờ vàng đã hòa chung với lá cờ của bọn khủng bố bạo loạn. Bọn chúng vẫn chưa thức tỉnh, mặc dù những hành vi khủng bố bạo loạn đã được các cơ quan truyền thông bản xứ phổ biến nhiều ngày qua. Bọn chúng vẫn không tôn trọng sự khác biệt chính kiến, quan điểm của mọi người. Bọn chúng vẫn tiếp tục viết bài chửi rủa, chỉ trích nặng nề những người dám lên tiếng phê bình, chỉ trích Donald Trump là thủ phạm và là người chủ trương sách động bạo loạn, bị cả thế giới tự do cũng như cộng sản lên án. Từ nay, những nghị quyết vinh danh lá cờ vàng không ai dám quan tâm ủng hộ, vì lá cờ này tượng trưng cho khủng bố và bạo loạn với hình ảnh chứng minh cụ thể rõ ràng mà bọn cuồng Trump không thể chối bỏ. Ký tên Phúc Linh. Đây, thế thì cái lá thư này gửi ra thì lập tức có một cái người chắc là ở bên Đức, cái tiếng này bên Đức, tên gì đọc không ra, Sheriff NG Glass. Tay Phúc Linh này mới chính hiệu là tên tay sai của bọn Việt Cộng nằm vùng. Nó dùng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để nó làm đề tài cho bài viết của nó. Thường thường những tên văn nô của Việt Cộng là như vậy. Xin quý vị cảnh giác với cái tên này. Đấy. Và có một cái thư khác ký tên là của Sơn Trần gửi ra, nhưng mà ở dưới lá thư là ký tên là Ca Tâm Trần. Thưa Phúc Linh, xin hãy dừng ngay luận điệu suy diễn không lương thiện đó nhé. Một cá nhân nào đó làm sai, người đó chịu trách nhiệm. Cái nón, cái quần, cái túi đeo vai, cái cây cầm trên tay, lá cờ cầm trên tay, nó chẳng có chịu trách nhiệm gì cái sai của người đó cả. Nếu có trách thì trách người đó đã không ý thức việc làm sai lầm của mình khi xâm phạm vào tòa nhà lập pháp, và rất tiếc người đó cầm theo lá cờ. Ai rất tiếc, nhưng mà là không cho người ta tiếc, không cho người ta buồn, không cho người ta nhục. Rất tiếc có nghĩa là công nhận về sự sai lầm. Nói rất tiếc có nghĩa là công nhận sự sai lầm. Đúng. Rất tiếc có nghĩa là công nhận sự sai lầm, nhưng mà người ta cảm giác về cái sự sai lầm đó thì lại không cho. Lại tách tách lá cờ ra khỏi, tách cái hành động đó ra khỏi cái lá cờ. Đừng gian manh lợi dụng sự sơ suất đó mà tuyên truyền giúp cho Việt Cộng. Hay cái gì mà là họ xấu hổ là cứ nói làm như vậy là giúp cho Việt Cộng. Việt Cộng nó ngồi không, nó cười thôi. Những người ủng hộ Trump với lá cờ trên tay có quyền tham dự biểu tình. Họ có quyền ủng hộ bất cứ ai và có quyền tham dự biểu tình ôn hòa bất cứ nơi nào được cho phép. Vậy thì tại sao họ phải cầm cái lá cờ trên tay? Và cái lá cờ này nó phải tượng trưng cho một cái đoàn thể, chứ không thể là cá nhân được. Nếu mà cá nhân anh ủng hộ đó thì anh không thể anh cầm cái lá cờ gì hết.
mà phải không? Cái áo cái quần là nhu cầu cần thiết, ai cũng phải mặc. Nhưng mà cầm cái cờ đi là có chủ đích làm một cái việc gì? Cái lá cờ là một cái đoàn thể, là tượng trưng cho một cái nhóm, một cái đoàn thể, một cái quốc gia. Anh làm cái việc gì là anh có cái chủ động trong cái biểu tượng, cái tâm ý của anh ở trong đó. Đây. Mà cái tâm ý của anh á, trong cái hành động đó, giờ nó đã biến thành bạo lực. Và anh thấy là những người mà người ta ủng hộ Trump đó, người ta vác cái lá cờ Mỹ. Tức là người ta xem như là người ta ý của người ta nói là toàn dân nước Mỹ này ủng hộ ông Trump. Đó là cái ý của người ta như vậy. Cứ còn những người mà đem những cái cờ khác, cái lá cờ Mỹ này đó, thì tức là anh phải có cái ý cho cái nhóm của anh, là anh ủng hộ cho, nghĩa là anh muốn nói cái nhóm của anh ủng hộ cho ông Trump. Mà bây giờ anh vác cái lá cờ mà anh nói hành động của người đó là người đó không có liên quan gì lá cờ làm sao được. Như vậy anh tại sao anh vác cái lá cờ làm gì, phải không? Đấy. Thôi bây giờ đọc tiếp. Rất tiếc trong lúc quá hăng say lại được ông Trump xúi dục và bị lôi kéo theo đám đông, đã xông vào đập phá tòa nhà Quốc hội. Đó, thấy không? Lại rất tiếc lần nữa. Tức là đã công nhận đã có cái hành động không có, đáng lẽ là không có. Tiếc là công nhận cái hành động sai rồi. Hành động sai đáng lẽ không có. Đó. Nhưng mà không cho người ta tiếc, không cho người ta cảm tưởng. Đấy. Đó là cái sai trầm trọng và cái sai của con người đó. Ê, con người đó tại sao vác cái lá cờ? Cái người này không có hiểu gì cả. Họ cái cuồng là họ chỉ binh vực một cách mù quáng. Đọc tiếp nha. Tuyệt đối không thừa cơ rối loạn để bộc lộ là người tuyên truyền của Việt Cộng. Không, đâu có dính dáng gì đến cái chuyện này. Không có dính dáng gì hết, rồi cứ tới ngày cứ Việt Cộng. Không, bây giờ không biết Việt Cộng là ai nữa chứ. Cười là cái gì cũng đối thừa cho Việt Cộng. Anh gia nhập vào cái tổ chức và do Trump chủ động, mà ông ấy là chủ động phá cái nền dân chủ. Mà giờ anh theo ông ấy, là chính anh là cái người theo cái người phá nền dân chủ. Nhưng mà cái gì ở bên đây, chuyện bên đây chả có dính dáng gì hết trơn rồi, cứ chả có dính dáng gì hết, chả dính dáng cứ Việt Cộng, cứ mà làm tuyên truyền cho Việt Cộng mà không biết tuyên truyền cái gì. Bây giờ tuyên truyền cái này là tuyên truyền cho cái gì? Thế thì phải rồi, tôi nghe Vũ Quang nó nói là đó, quý vị đâu có thấy vậy, đâu có dân chủ gì đâu. Đúng rồi. Quý vị ở bên đây đâu có dân chủ gì đâu mà cứ đi rêu rao đòi không dính dáng mà lại bảo là Việt Cộng, tức là có nghĩa là vu cáo. Và chính các anh làm như thế này, các anh phá cái nền dân chủ, tức là chính các anh tuyên truyền cho Việt Cộng nó phải, mà các anh lại không cho người khác nói lên cái tiếng nói đó, thấy không? Lại vu khống cho Việt Cộng. Không ai có thấy chính cái nước Mỹ đó là nạn nhân của họ. Mà không ai ta nói có cái dính dáng gì đến Việt Cộng cả. Nhưng mà các anh là cái ông mang cờ vàng mà lại cái anh nói là đi. Mà chính ông Trump á, là ông qua Việt Nam ông cầm cái lá cờ đỏ, lá vàng. Mà tụi nó không có dám nói một câu nào hết. Chuyện đó là không nói. Mà ngoài các anh ra đó thì không có ai nói cái Việt Cộng ở trong cái vấn đề này. Nó chỉ chửi người Việt Nam nào mà chỉ trích cái hành động đó thôi. Còn ông Trump á, là nó phò ông Trump rồi á, là ông Trump đi ủng hộ Việt Cộng hay ca ngợi Việt Cộng nó cũng không sao hết. Mà mình á, mà không cần thấy ca ngợi Việt Cộng mà mình chỉ trích những hành động đó thôi là nó chửi mình thêm một tổ. Đọc tiếp nha. Tôi còn có nó ở bên Việt Nam. Tôi cực lực phản đối hành động phá hoại nền dân chủ của Mỹ khi xâm nhập và đập phá tòa Quốc hội, nhưng tôi cũng cực lực phản đối những ai lợi dụng tình thế đó mà bôi nhỏ lá cờ vàng ba dọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Cái này là chính họ bôi nhọ, mà cứ họ cứ bảo đâu, người ta bôi nhọ. Người ta không có làm gì hết mà nó chửi người ta bôi nhọ. Trong đó của những người cầm cờ và đi tham dự cái đó là bôi nhọ. Mà bây giờ người ta ngồi người ta nói thì nó nói người ta bôi nhọ. Rồi là lôi ra ông Việt Cộng vào trong đó nữa. đây là cái bệnh của họ là như vậy. Cuối cùng Âu đó cũng là bài học hữu ích nên rút tỉa. Ai rút tỉa đây? Quý vị nên rút tỉa tự rút tỉa lấy đi. Người ta nói thì không cho. Thế thì sau những cái lá thư đó thì có cái thư này của ông Giác Hạnh gửi ra. Ông ấy nói rằng nếu cờ vàng bị lợi dụng, cái này ông gửi ra ngày 8 tây, có lẽ giờ nó khác, giờ bên kia 9 tây, bên nay 8 tây. Thì Giác Hạnh viết, nếu cờ vàng bị lợi dụng thì tất cả ủy ban bảo vệ cờ vàng và cộng đồng người Việt quốc gia phải làm gì? Cờ vàng là cờ khủng bố
và tập thể người Việt quốc gia đã chủ trương chấp hành điều đó không thể đính chính nhé. Nên nhớ rằng, thứ nhất, có rất nhiều ủy ban bảo vệ cờ vàng. Thứ hai, có rất nhiều tổ chức người Việt quốc gia. Tất cả họ dùng cờ vàng và ủng hộ Trump. Cho nên, cờ vàng này không thể bị xem là bị lợi dụng. Nó đích thực được dùng đại diện cho bọn khủng bố và cộng đồng không lên tiếng phản đối. Thành ra, cờ vàng là cờ khủng bố, ký tên, giác hạnh. Có đúng không? Đúng, 100%. Đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn lần sau.